Dạ, Hiếu Fan Vlog xin gửi lời chào thân thương và trân trọng nhất đến quý vị khán giả thân yêu trong và ngoài nước đến với bản tin trên kênh Hiếu Fan Vlog. Trước khi vào nội dung, cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Và sau đây là nội dung chi tiết, Hiếu mời quý vị cùng đến với phần chia sẻ của Hiếu ạ. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đến với nội dung trong video này thì Hiếu cũng vẫn tiếp tục chia sẻ câu chuyện liên quan đến Thiền Am Minh Bộ Trụ, và đặc biệt là trả lời cho những tên YouTube, những kênh YouTube mà mấy ngày nay họ cũng thắc mắc là tại sao là phải triệu tập họ, trong khi á, cái đây là cái vụ án 331 mà những gì họ nói, họ vu khống bịa đặt, xúc phạm nhân phẩm đến danh dự của Thiền Am Bảo Trụ, là họ nói về cái vấn đề là Thiền Am Luận Loan hay là giả sư trục lợi, giả trẻ mồ côi, quan hệ bất viết thống vân vân. Nhưng mà tại sao lại triệu tập họ trong cái phiên tòa lần này? Thì theo những gì mà luật sư Đào Kim Lân chia sẻ thì anh có nói là đây là cái cơ hội để cho những kênh YouTube này để thể hiện mình nó trong cái phiên tòa này, và muốn trắng ra trắng, đen ra đen, rõ ràng minh bạch luôn một lần một, để không có còn cái sự nghi vấn và không có cho họ có cơ hội để mà lên trên mạng xã hội bêu ríu xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của Thiền Am nữa. Thì những anh YouTube này, những kênh YouTube này có ngon thì theo cái bản triệu tập mà luật sư đề nghị với tòa án đó thì cũng nên sắp xếp để mà đến dự cái phiên tòa ngày 20 tháng 7 2022 sắp tới đây, đúng không ạ? Chứ đừng có ở đó mà đổ thừa như thế này thế nọ, rồi đánh lận con đen, rồi dẫn dắt khán giả, dẫn dắt dư luận đi theo một cái chiều hướng nó không có đúng với quy định của pháp luật và nó hoàn toàn sai với đạo đức nữa, thưa quý vị. Đó, thì cái sự việc nó như thế nào thì đây là một cái video rất là mới. Ở trong video này thì bên phía đoàn luật sư của Thiền Am Bảo Trụ cũng trưng ra những cái bằng chứng, những cái lời nói của những người mà từ bấy lâu nay xúc phạm danh dự nhân phẩm đến Thiền Am Bảo Trụ, trong đó có ông Thắng nè, ba của Diễm My nè, rồi bà Nguyễn Phương Hằng nè, rồi Lê Thanh Minh Tùng nữa nè, rồi Trần Quốc Vũ nè. Đó, thì trong cái những cái người này nói á, thì luật sư cũng có chim vào cái người khác nói, cho nên là nó cũng hơi ồn ào chút xíu. Rất mong là quý vị nghe và thông cảm à. Thì cũng rất mong là quý vị ủng hộ cho luật sư bằng một cái like, hay là để lại bình luận góp ý, cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho Hiếu. Và Hiếu sẽ quay trở lại bình luận cái câu chuyện này vào trong những video tiếp theo. Video đến đây thì Hiếu mời quý vị cùng nghe phần chia sẻ của luật sư nhé. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều à. Hiếu mời quý vị cùng nghe. Những thứ hai chúng tôi triệu tập ở đây đó, nó lại liên quan đến một số người, trong đó có một số tài khoản người dùng trên mạng YouTube hay Facebook gì đó. Thì một số người cũng thắc mắc là tại sao chúng tôi triệu tập họ. Thì thật ra là chúng tôi cũng không có thời gian rảnh để mà chúng tôi lại nhắc tới họ làm gì. Thật sự là không quan tâm tới những cái vấn đề khác. Nhưng vì đây là chúng tôi muốn tạo điều kiện cho họ, bởi vì họ cũng là những người mà những người trong Thiền Am đã từng khiếu nại hay tố cáo về cái hành vi họ vu khống hay nhục mạ. Và rà soát một số cái phát ngôn của họ trên mạng, kể cả chúng tôi lập biên bản tất cả những cái người mà chúng tôi yêu cầu, thì những thông tin đó tôi đều lập biên bản lại. Thì trong đó họ hoặc là khẳng định mình là nạn nhân, tức là mình là người thiệt hại trực tiếp, hoặc là mình là người chứng kiến sự việc đó, tức là một nạn nhân gián tiếp, tức là họ chứng kiến sự việc đó, hoặc người thân của họ bị hại. Mà trong đó đặc biệt là hai cái hành vi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi loạn luân. Lai, mới đây cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An ra thông báo tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam các bị can trong vụ việc trên cho đến ngày 3 tháng 6 năm 2022. Cụ thể, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Tùng Dương sinh năm 1995 và Lê Thanh Hoàng Nguyên sinh năm 1990 đến ngày 3 tháng 6, riêng bị can Lê Tùng Dân tiếp tục được tại ngoại hầu tra. Trước đó, vào tháng 1, 2022, các bị can ở tỉnh Thất Bồng Lai được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An gia hạn lần 1 lệnh tạm giam để làm rõ tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, đồng thời tiếp tục điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Chào em Hồng Trần 84 nè, nghe rõ không em, cho chị liên số 1 đi cưng. Hồng Trần 84 nghe rõ không, cho chị liên xin số 1.
số 1 đi. À, thì cấp báo. cấp báo. Chào Liêm Lê nè. Trời ơi, khán giả Liêm Lê, có phải ngày hôm qua vô kênh của Ngọc Nguyễn không? Phải không? Khán giả Liêm Lê hôm qua vô kênh của Ngọc Nguyễn bị động tiền của Châu Thiền Am đúng không? À, em bình luận là Thiền Am giàu lắm, đốt mấy ngày cũng không hết tiền đúng không? Hôm qua chị thấy cái kênh Ngọc Nguyễn nó đọc tên của Liêm Lê mà nó đọc thành Liêm Lê đúng không? Phải không Liêm Lê? Liêm Lê năm nay nhiêu tuổi vậy? Bình luận cho chị Liên coi. Liêm Lê năm nay nhiêu tuổi? Hả? Để chị dễ xưng hô bằng anh hay là bằng em. Liêm Lê năm nay nhiêu? Chị mà hồng trần em rình chị nãy giờ. Thôi Liên chào, Liên làm một tin ngắn thôi nha lơ quý vị. Liên offline, Liên đi công việc. À chào Liêm Lê nè. À vậy là em mới kêu anh bằng anh đúng không? Em sinh năm 73, còn anh Liêm Lê là sinh năm 1967. Vậy là anh của em đúng không? Đúng không? Cấp báo. Thôi thì Liên làm thông tin ngắn cho quý vị nha. Thì hiện tại thì em á quý vị đang có công an xuống nha. Xuống để gặp bà Cao Thị Cúc. Để chi quý vị? Để điều tra thêm cái tội là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đó. Quý vị không? Đang xuống Thiền Am nha quý vị. Ha, bây giờ là hiện tại tình hình cấp báo. Quý vị khán giả cộng đồng mạng trong và ngoài nước cấp báo. Thiền Am đang, công an đang xuống Thiền Am nha quý vị. Theo anh xe ôm báo cáo là công an đang xuống Thiền Am để gặp bà Cao Thị Cúc ha, và hộ gia đình Thiền Am để tiếp tục là làm cái vấn đề gọi là trục lợi tiền của Mạnh Thường Quân đó quý vị. Giả trẻ mồ côi để quyên động tiền, giả chùa ha. Thì bây giờ anh em YouTube nào mà gần đó thì chạy xuống Thiền Am đi, rồi lấy thông tin để lên cho khán giả cộng đồng mạng trong và ngoài nước biết, để chúng ta không phải bị cái bọn này nó lừa đảo nha quý vị. Thì tôi nói rồi, đã kết thúc cái vụ 331 rồi ha. Thì bây giờ người ta bắt đầu truy ra cái vụ là giả trẻ mồ côi, giả chùa. Tại sao người ta là giả trẻ mồ côi? Thì thường khán giả rất là thương mấy đứa trẻ mồ côi đúng không quý vị? Và cái thời kỳ cuối này mạt pháp rồi, người ta lại thích vô mấy cái chùa, người ta thích thiền để người ta có sức khỏe. Thì bây giờ Thiền Am nó tận dụng vô là cái chùa và cái trại trẻ mồ côi để nó huy động tiền của bá tánh đúng không, để nó hình thành một cái đường dây rửa tiền. Thì vì sao quý vị? Trong tài khoản của Lê Thanh Trùng Dương á là có tiền trăm tỷ nha quý vị. Tài khoản của Lê Thanh Trùng Dương có mấy trăm tỷ á quý vị. Thì đâm ra bây giờ khai ra mấy trăm tỷ đó ở đâu ra, thì đâu có biết tiền đâu ra. Thiền Am không chứng minh được nguồn tiền trong tài khoản của Lê Thanh Trùng Dương. Và trong Thiền Am người ta rất là nhiều số tài khoản nha quý vị, và tài khoản nào cũng có tiền ở đó. Nên đâm ra là bây giờ hiện tại tình hình cấp báo bây giờ là công an đang xuống làm việc với hộ bà Cao Thị Cúc, mà nó chính xác hơn là làm việc với bà Cao Thị Cúc ha. Thì tất cả các em, anh em YouTube nào mà trên Long An á thì hãy ghé cái gần Long An coi người ta có cho tác nghiệp hay là không, rồi quay những hình ảnh đó ha, đưa lên không gian mạng cho các khán giả người ta xem nha quý vị. Hèn chi dạo này chúng nó là tổng tấn công Liên Đặng, rồi chúng nó tổng tấn công để kiếm tiền YouTube ha. Quý vị hãy vô nha, quý vị hãy khán giả nào mà có coi cái kênh này á thì share, chia sẻ đi để cho người ta lên đó người ta làm công việc nha quý vị. Tức là mình không chủ động trước là sao? Yeah. Nếu như mình chủ động trước là mình phải cho một cái đoàn từ thiện của mình vô ẩn ở trong trước thì mình mới chủ động được. Mà ví dụ như anh nắm cái tay nó đi, anh dẫn nó ra cửa thì làm sao mà mở cửa? Nó dùng vàng bán, nó dùng vàng chứ. Rồi tụi nó phải giải dây nó gửi liền. Mình tính trước đó. Cho nên lực lượng công an ở ngoài nó phối hợp mà vẫn không đưa được ra như vậy, tức là nó đã chủ động hơn mình. Công an thì không dám xâm nhập vô rồi, không có lệnh là không có được xâm nhập vô. Mà lực lượng anh em mà xuất hiện một cái là nó sẽ đưa chạy luôn. Tức là lực lượng của bên
gia đình thì 6-7 người, mà cái lực lượng của bên đội thám tử là cứ mấy chục người lận á, vầy hết. Đêm mưa đêm đó là bắt đầu trời 4-5 giờ chiều nó đổ trời mưa tấu răng, mình không chứng minh được cho nên mình không nói cái tà đạo. Dạ. Nhưng mà cái việc mà uống thuốc hướng thần có, tức là bây giờ các cái đạo nó đã bị chết nhiều người rồi, sự việc nó xảy ra rất nhiều rồi, cho nó dùng khống chế thuốc nọ thuốc kia rồi nó bắt phải làm theo việc của nó ấy. Dạ. Cái đó có, đó là ở ngoài đời nó rất có nhiều. Bạn nào gửi cho ông luật sư Lân nha, gửi Thanh Minh Tú nha, Thanh Minh Cao nói nè. Nói Thanh Minh Cao là cầm đèn dẫn trước ô tô, thì tôi khẳng định một điều là nè, Thiền Am không có loạn lưng. Tôi nhắc mạnh lần thứ ba nha, thường Thiền Am là không có loạn lưng được chưa, tại vì cơ quan chức năng là đã chưa có kết tội, đúng không? Đó. Nhưng mà gì nè, về mối quan hệ á, theo mà tôi được biết á, thì những chú tiểu này có mẹ là con của ông Lê Tùng Vân, và ông Lê Tùng Vân là cha của những chú tiểu này. Còn ngoài ra ông Lê Tùng Vân không có loạn lưng. Lý do các bạn biết tại sao không? Đó, họ đưa ra là gì? Không có quan hệ nên không có loạn lưng, đúng không? Chẳng qua là đi tắm bùn chung với nhau, được chưa? Đi tắm bùn chung với nhau rồi ông không biết làm cách nào đó nó bị lọt ra một số con, đó, nó chui vô trong kia, đó. Xong rồi mấy mang thai là có bầu đi sinh nở, được chưa? Tại vì tắm chung trong một cái bồn, đó, bồn là bồn tắm bùn. Đó, cái bùn thang bùn tắm thang bùn đi du lịch đó, rồi tắm thang bùn, rồi sau đó tức là đi du lịch nhiều lần, mỗi lần đi như vậy là ông ấy tắm với một vài đứa con đó, đúng không? Rồi sau đó gì, ông ta không biết làm sao mà ông ta móc quá, ông ta rớt vài con ở đó, rồi mấy con nó chui vô trong kia và sinh nở ra. Con ông đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngang nhiên bỏ học, bỏ gia đình đến hộ bà Cao Thị Cúc và ông Lê Tùng Vân ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tham gia vào các hoạt động sai trái trong tu hành. Gia đình không đồng ý cho con cạo đầu đi tu ở nơi tự xưng là tịnh thất nên tìm cách đưa con về nhà. Tuy nhiên, những người trong tịnh thất giả đăng video clip kích động cho rằng ông Thắng bắt cóc con mình và cho con uống thuốc độc. Những chuyện vô lý trên vẫn được nhiều fan cuồng ủng hộ. Hàng ngàn người đã kéo đến gia đình ông Thắng gây áp lực, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thì nó kêu gọi tất cả cộng đồng mạng, nó nhờ các cộng đồng mạng là tới đây cả hàng nghìn người vậy đó, bao quay hết cả cái khu nhà tôi, coi như leo hàng rào rồi vô, coi như là kêu la ý xéo, rồi lực lượng chức năng, cơ quan chính quyền rồi có, rồi bên dân phòng khu phố rồi rất là đông, từ quận cho tới huyện bảo vệ 24/7 á, tức là trong 7 ngày liền. Thì trong thời gian qua gia đình tôi là bị lừa, bị áp lực, bị hoang mang, thì tôi cũng yêu cầu cơ quan chính quyền nhà nước là phải mạnh tay, triệt để và xử lý nghiêm, giải thể cái nơi gọi là tỉnh thất Bồng Lai để lấy lại cái công bằng cho gia đình và xã hội, để cho không còn cái mầm móng cho dụ dỗ trong tương lai, nó sẽ dụ dỗ nhiều người khác giống như gia đình chúng tôi. Sau sự việc lùm xùm trên, báo chí đã vạch mặt cơ sở Thánh Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh của ông Lê Tùng Vân vào năm 2007, bị Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ra quyết định chấm dứt hoạt động do không đúng theo quy định của pháp luật, điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường không đảm bảo, việc chấp hành đăng ký tạm trú tạm vắng và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng thời trên YouTube xuất hiện nhiều video clip tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần và các hoạt động phức tạp của Lê Tùng Vân trước đây. Lần theo những thông tin đã được đưa rộng rãi trên các trang YouTube, chúng tôi tìm đến gia đình ông Lê Hồng Dũng, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có chị ruột là Lê Thu Vân. Vậy đó, sáng ngày ngủ một giấc nó khỏe sáng ngày chứ.
sáng ngày nó dắt lên xã như mệt khờ, người đừ đắng mệt nhừ vậy đó. Nhưng mà clip nó chưa có lên, khi nó dắt lên xã xong hai ngày sau nó mới đang lên, nhưng mà nó quay là quay trước, quay để gọi công an xã mà ăn đêm nó gì Minh Quang trong gọi công an xã báo cáo công an là Diễm My nó đã về 9 giờ, mà nguyên nhân á là lúc 8 giờ tối á anh mới nhờ một cái đoàn camera nó sẽ gắn cái nhà đối diện để nó quan sát khi là con bé này đi đâu về là mình biết, camera an ninh luôn, nhờ cơ quan an ninh nó gắn, mà sau mà nó biết được cái thông tin đó, mới vừa gắn xong là nó đưa con bé về liền, nó báo cáo liền, tức là nó biết được. Dạ. Bé cũng có kể về cái chuyện mà bé bị giấu hay là như thế nào không? Thì nó nói là cũng không có giấu. Tức là cháu nó là ở trong đó thì vì sinh hoạt thì nhiệm vụ của ai người đã làm, nó phân công việc gì đó làm xong rồi là tự do. Sân công cho nó là nuôi dạy trẻ. Rồi chỉ bảo như là những người trong đó học tiếng Anh. Tại vì con bé mình là nó sư phạm năm 3 về tiếng Anh nó rất giỏi. Nó tính là đi Philippines để nó lấy cái bằng heo để về, nó sẽ nguyện vọng nó là không xin tiền ba mẹ nữa. Tức là con lấy cái bằng heo rồi một tiếng đồng hồ con dạy con kiếm được 200 ngàn. Nếu như hai người vô là không cho gặp, cho nên buộc mình vô một mình có không. Nhưng mà theo dân chị nghĩ rằng là ông Lê Tùng Vân ổng muốn gì ở bé Diễm My? Nếu như mình nói á, theo như anh chị xác định là ổng muốn gì? Thứ nhất là ổng sẽ nghĩ rằng á, bao nhiêu người con gái khác ổng lừa được thì con gái của em á ổng sẽ lừa được. Có nghĩa là ổng sẽ giống như là Tùng nói á, là ổng sẽ dùng con nhỏ làm cái công cụ tình dục trọng đúng không? Có thể là như vậy. Theo như Tùng nói đi. Thì như cô Nguyễn Phương Hằng cô đặt cái câu hỏi là ông Lê Tùng Vân muốn gì ở cô bé Diễm My? Thì cái điều mà ông Lê Tùng Vân muốn ở cô bé Diễm My thì là cái điều mà ông Lê Tùng Vân muốn từ hồi mấy chục năm về trước. Có nghĩa là tất cả những người con gái nào còn trinh thì đó là điều đầu tiên ông Lê Tùng Vân muốn. Đó là phải nói như vậy. Có nghĩa là ông Lê Tùng Vân muốn những người con gái là còn trinh, còn đẹp và trẻ. Đó là điều thứ nhất ông Lê Tùng Vân muốn ở Diễm My và muốn ở tất cả những người đàn bà con gái khác từ xưa tới giờ. Điều thứ hai ông Lê Tùng Vân muốn ở Diễm My là gì? Là muốn Diễm My đem tài sản, tiền bạc của cha mẹ mình, tức là của ông Thắng và Mai á, là có thể là cho Diễm My là tiền bạc, tiền của thì ông Lê Tùng Vân muốn Diễm My đem tiền vô cho ông Lê Tùng Vân. Bằng chứng là từ xưa giờ là tất cả những người phụ nữ của ông Lê Tùng Vân đến sống với Lê Tùng Vân thì đều phải đem tiền, không đem tiền thì bán nhà, không bán nhà thì bán đất, thậm chí là gần chết rồi vẫn đi về quê người ta để kêu người ta bán đất hết tiền. Thì nói chung là cái điều mà cô Nguyễn Phương Hằng hỏi là ông Lê Tùng Vân muốn gì ở Diễm My, thì muốn cái điều đầu tiên là muốn cái sự chinh tiết của Diễm My, thứ hai là muốn tiền bạc, muốn Diễm My về nhà lấy tiền đem lên cho ông Lê Tùng Vân, và điều thứ ba là muốn Diễm My ở đó sanh con đẻ cái để tiếp tục đem con ra nói rằng là trẻ mồ côi để tiếp tục lừa đảo xã hội. Đó là điều mà ông Lê Tùng Vân muốn ở bé Diễm My. Bây giờ em hỏi là anh chị á, là Diễm My có bao giờ về nhà được đặt vấn đề tiền bạc với anh chị chưa? Anh ơi, lúc nói chung thì khi Diễm My á mình gia đình đưa về á, hồi chưa có đặt thì mình chưa có đặt con Diễm My chưa có đặt vấn đề với gia đình, nhưng mà có nhiều lần mình đã trao đổi với Tùng Vân á là xin nhỏng tha thứ cho con mình. Mình trời nguyện ơi, là sẽ xây dựng lại cái ngôi chùa này, cái chùa đó. Mà ông mình quý, ông nói tiền ông không thiếu, ông chỉ cần Diễm My. Ông chỉ cần Diễm My. Diễm My trên 18 tuổi rồi, cha mẹ không có quyền, không có quyền. Quý vị nghe rõ không quý vị? Diễm có nghĩa là ba mẹ Diễm My chỉ là nguyện là sẽ xây một ngôi chùa mới để tặng cho ổng, chỉ xin ổng.
vừa qua đó thì tôi cũng nghe bên kia là họ đề xuất, họ yêu cầu chào heo mẹ Trương Minh, họ yêu cầu là triệu tập hình như là nghe nói 39-40 gì kênh YouTuber ở phía tỉnh Thất Bồng Lai đó, là có không cả nhà? À, tôi không có thời gian mà tôi coi cho nên tôi không biết là có đúng hay không. Nghe nói ở đâu là triệu tập tới 39-40 kênh YouTube gì đó, chính xác là bao nhiêu cả nhà? Luật sư ở bên kia họ triệu tập đòi triệu tập đó là bao nhiêu anh? Cả nhà biết không ạ? Có ai biết chính xác không? Là bao nhiêu kênh? Giờ bây giờ là triệu tập chị Hằng, rồi giờ là tiếp tục là triệu tập thêm YouTuber nữa. Em là em dám vượt qua những cái cảm. Có nhưng mà thiếu HD Vlog hả? À, có đời thường không? Có đời thường TV không? Rồi có anh Hiếu MMO ở Mỹ hay không? Rồi có 1985 phải không? Có ai nữa? Đăng ký cho em nó để em nó có tí đó. Đời thường thì có Lạc Phong hay không? Có HD Vlog hay không? Chân thành. Thì trong đó cả nhà biết là phải có HD Vlog nha, bởi vì HD Vlog là tôi biết là theo đuổi cái vụ này là từ khi mà mới bắt đầu cho đến hiện nay luôn. Và cái anh HD Vlog này nè là anh rất kiên trì nha, lúc nào anh cũng theo cái vụ này hết á, ít khi nào mà anh bỏ cái vụ này. Thấy là trong những cái buổi giao lưu của anh là anh lúc nào anh cũng nói về tình Thất Bồng Lai hết á, chứ anh không nói những vấn đề khác. Anh HD Vlog á, do đó mà tôi cũng đề xuất các luật sư ở phía tỉnh Thất Bồng Lai đó nên bổ sung thêm danh sách, đó là HD Vlog là một, tức là thư giãn cùng HD đó, thầy ông nội thầy ông ngoại gì đó. Thứ hai á là bỏ anh cũng thêm anh đời thường vô, anh đời thường TT vô. Và thứ ba đó, bây giờ mình dừng ở đây, hàng trăm người đang xem, hơn 100,000 người đang xem, bởi vì những người này là họ đã theo từ đầu và xuyên suốt trong câu chuyện này là họ đâu có bỏ đâu cả nhà. Liên tục là cái chuyện này là lâu rồi mà không biết sao là họ lại bỏ ra. Và thậm chí là Phan Phong, Phi Trinh Ân hay là Happy Media vân vân, thì đây là những cái anh chàng mà theo đuổi đầu tiên ví dụ cho nên là đây là một cái danh sách thiếu sót rất lớn ha. Do đó tôi đề nghị bổ sung thêm những đối tượng tôi vừa nêu, những đối tượng ha cả nhà. Hy vọng quý vị. Và hiện tại tôi không biết là lý do vì sao mà lại triệu tập nhiều anh em YouTuber như vậy. Bởi vì đây là cái vụ án xét xử, chào chị Quý Kim, xét xử liên quan tới cái vụ là vi phạm điều 331. Chào Trương Ngọc Tiên, 331 cả nhà chứ đâu phải là xét xử về tội khác đâu, mà tôi không biết là triệu tập các anh YouTuber này để làm gì. Có thể là tôi cái trình độ có hạn và cái năng lực có hạn cho nên là không hiểu được cái cao kiến của luật sư của phía bên kia. Có thể là trình độ mình chưa tới cả nhà, cho đó mà tôi không có am hiểu hết và tôi cũng không có nắm bắt được cái sự mà cao siêu của họ trong khi mà triệu tập các anh YouTuber và kể cả là triệu tập chị Hằng. Tôi khá là khó hiểu, có lẽ là mình cũng chịu thôi, trình độ mình tới đó thì mình cũng phải chịu thôi, chấp nhận thôi cả nhà. Còn khi nào mà giả sử mình trình độ mình cao hơn thì mình sẽ hiểu được cái ngụ ý của người ta, hiểu được cái mong muốn của người ta và hiểu được cái ý đồ của người ta, chứ còn tôi không hiểu ha. Bởi vì cả nhà cũng biết rồi đó, những cái video clip mà hiện nay các quan chức năng người ta khởi tố, người ta truy tố về cái tội 331 á, thì những video đó nó có từ rất lâu rồi, nó có từ rất lâu rồi. Còn chị Hằng chỉ mới vào cái câu chuyện của Tùng Lai kể từ khi mà có cái buổi live stream của Tùng Tùng của vợ chồng anh Thắng chị Mai thôi. Lúc đó chị Hằng cũng đã biết được chuyện này và chị Hằng hoàn toàn không tham gia những video trước đây của anh Thắng chị Mai. Có những video đó cả nhà biết là Phật truyền đạo 123 gì đó, hay là kéo lên cầu công an, rồi thậm chí là nói rằng là có cái chuyện sắp đổ máu gì đó ở họ trốn trong rừng và vân vân, thì những cái video clip đó là hoàn toàn không có. Chị còn hát nữa, ai muốn hát nữa lại hát, chị còn hát thì về. Hiện nay đó thì đi triệu tập những cái anh em YouTuber, thì cả nhà biết là các anh em YouTuber thì những video clip đó thì họ nói rồi, thì các anh em YouTuber lên phân tích chia sẻ những video clip của họ thôi, thì cũng chưa hiểu là sẽ như thế nào, sẽ xuất hiện để làm gì, hỏi về vấn đề gì. Nó nếu như mà
sau này đi, các cơ quan chức năng người ta khởi tố đi, người ta khởi tố về tội lụm lon, khởi tố về tội lạm dụng hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản đi, thì lúc đó triệu tập các anh này thì cũng có lý, triệu tập các anh này cũng có lý, bởi vì các anh này nói rằng là trong thời gian qua tôi nghi vấn vấn đề này vấn đề kia, thì bây giờ tôi mời các anh lên làm rõ cái vấn đề nghi vấn về lụm lon, làm rõ nghi vấn về cái vấn đề liên quan tới lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì lúc đó nó hợp lý hơn cả nhà. Bởi vì khi nào mà có cái vụ án đó ha, có cái vụ án đó, mời các anh em YouTuber với tư cách là cái người mà làm chứng, với tư cách là người bị hại, hay là với tư cách là người biết rõ cái sự kiện đó, thì lúc đó mời thì tôi thấy nó hợp lý hơn ha. Khi nào mà có cái vụ việc đó thì mời thì ok hơn, chứ còn bây giờ mà tự nhiên cái mời thì liên quan tới cái vụ 331 này thì thấy nó có gì đó nó lạ lạ, nó kỳ kỳ, mà bản thân tôi thì không có khả năng, không có khả năng để mà nhìn nhận ra được cái mục đích ở bên trong là cái gì. Nên nhớ rằng á, là cơ quan chức năng công an tỉnh Long An người ta đã khởi tố 3 vụ án. Khởi tố 3 vụ án, đó là tội lụm lon, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xúc phạm quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức. Thì rõ ràng là người ta đã khởi tố 3 tội danh mà. Thì giờ người ta đến thu thập tài liệu chứng cứ hoặc là điều tra những cái vụ việc liên quan tới 2 cái tội danh kia cũng là bình thường. Đâu có gì đâu mà lạ lùng ta. Mà sao mà họ cũng khiếu nại thắc mắc là báo chí họ viết sai. Và chúng tôi thắc mắc một điều thế này: nếu phát hiện tội phạm, công dân phải có quyền và nghĩa vụ tố giác tội phạm. Quyền là chúng ta tố giác để chúng ta được giải quyết, chúng ta được xem lại và chúng ta bồi thường lại cái những cái lợi ích mà chúng ta bị xâm hại. Và cái nghĩa vụ, có nghĩa là chúng ta phát hiện tội phạm là bắt buộc phải thông báo cho cơ quan công an. Ai bao che hay che giấu là vi phạm pháp luật, đó là quy định chung. Và họ cũng luôn miệng là họ nói là họ biết, họ thấy, thậm chí họ là người mục kích trực tiếp, nhìn trực tiếp, thấy trực tiếp, thậm chí là nạn nhân trực tiếp. Và cũng có những người, người ta có đơn gửi đến cơ quan công an luôn để mà tố giác về hành vi đó. Để thế mà sau khi vụ án kết thúc rồi mà nếu như không đưa họ vào hồ sơ thì một cái cách theo một cái khía cạnh nào đó, thì chúng ta đang làm mất cái quyền và lễ hợp pháp của họ. Vì họ được quyền để chứng tỏ mình chứ, và họ được quyền để nói lên những cái vấn đề đó, thay vì họ lên mạng hoặc là họ đến rỉ tai với nhau, hoặc là họ nói lén ngoài sau lưng, hoặc là có thể họ truyền tai với nhau vấn đề đó. Thì đây là chúng tôi cũng muốn có một cơ hội để họ được trực tiếp họ trình bày những cái thông tin như vậy, và họ trực tiếp tố giác với cơ quan chức năng. Và hơn ai hết, chúng tôi cũng là người ủng hộ và hỗ trợ họ để yêu cầu cơ quan chức năng phải làm rõ. Tội phạm là không được bỏ sót và cũng không được bỏ lọt. Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó cũng là nội dung trong video hôm nay mà Hiếu muốn chia sẻ đến cho quý vị được biết. Quý vị nhận xét nội dung này như thế nào? Rất mong là quý vị khi xem để lại một bình luận ở dưới video, cũng như là tiện tay đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi để cho mọi người biết đến kênh Hiếu Phan Vlog và giúp cho kênh Hiếu Phan Vlog ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Một lần nữa, Hiếu xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả thân thương cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, cho Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những video tiếp theo. Bye bye, see you next time. I love you all.